Sau khi chúng ta đã nhập xong cái bảng phân công chuyên môn chính xác đầy đủ thì chúng ta sẽ bước sang cái bước tiếp theo là chuẩn bị cho cái việc xếp cho các biểu. Thì vì cái việc xếp cho các biểu này sẽ được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 là các bước chuẩn bị và giai đoạn 2 là bước vào cái chuyện là xếp 100%. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bước chuẩn bị này bao gồm những cái gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện cái việc gọi là xếp tiết chèo cờ và tiết không học. Thì chúng ta phải hiểu hai cái này là cái gì đã. Trước tiên là về tiết chèo cờ. Thì tiết chèo cờ là một cái tiết đặc biệt ở trên thầy khóa biểu. Chúng tôi đã quy định là cái tiết mà được ghi trên thầy khóa biểu là chèo cờ. Ghi trên thầy khóa biểu của lớp học là chèo cờ. Và toàn trường sẽ nghỉ cái tiết đó cùng một thời điểm và sẽ xuống sân làm lễ chèo cờ. Cái tiết đó thì giáo viên không được, trong thời buổi của giáo viên không ghi gì cả, nhưng mà giáo viên không được xếp tiết vào đó. Vậy là tiết chụp cờ là một tiết rất đặc biệt như vậy. Thứ hai là tiết không học. Tiết không học là cái tiết gì? Là cái tiết mà không được ghi trên thầy khóa biểu nhưng được đánh dấu ở trên màn hình và không được xếp tiết bình thường vào đó. Thì cái tiết không học này có ý nghĩa dùng để tạo khuôn cho các lớp học. Chúng ta cùng cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu cái tiết chèo cờ và sau đó là tiết không học. Đây bây chúng ta hãy mà xem thử cái chèo cờ chúng ta hiểu rồi. Đó là cái tiết mà phải được thiết lập cho toàn trường, toàn khối sáng, toàn khối chiều và tất cả cùng nghỉ vào một thời gian. Còn không học thì là chuyện khác. Bây chúng ta hãy vào xem thử cái bảng không giảng dạy cho toàn trường. Chúng ta hãy xem cái phân bổ theo từng lớp một. Các bạn thấy nhé, ở đây nhé, ví dụ như toàn bộ khối 7 trong trong ví dụ này, trong khối 7 có được phân công tổng thời gian là 27 tiết, khối 8 là 28 tiết, khối 9 là 27 tiết và khối lớp 6 là 29 tiết. Ví dụ lớp 7 là 27 tiết cộng một tiết chào cờ nữa là 28, mà tổng số tiết trong một tuần lễ có thể xếp được là 30 tiết. Như vậy là 30 trừ 28 còn lại là 2 tiết. Như vậy là các lớp khối 7 sẽ bị thừa ra 2 tiết trong mỗi mỗi một tuần. Thì như vậy hai tiết trống đó là ở đâu? Chúng ta phải xác định trước và cố định nó vào một thời điểm để cho toàn bộ khối 7 sẽ ra về tại hai thời điểm đó. Thì tại vị trí đó chúng ta đặt cái tiết không học. Tương tự như vậy với khối khối 8 là có 28 tiết. Như vậy là cộng 1 là 29 chào cờ và như vậy số tiết không học sẽ là 1. Với khối 9 27 tiết, như vậy là sẽ có 2 tiết không học. Còn với khối 6 là 29, như vậy là cộng 1 là 30, đủ rồi, khối 6 sẽ không có tiết không học nữa. Đó thì đó là chính là cái khái niệm là tiết không học dùng để tạo khuôn cho lớp học là như vậy. Bây chúng ta cùng nhau thực hiện cái lệnh là xếp tiết chào cờ tiết không học trước. Lệnh này sẽ được thực hiện từ cái thực đơn lệnh chính và vào cái lệnh là xếp môn học. Thì đây là cái lệnh dùng để thực hiện tất cả các thao tác chuẩn bị để xếp cho các biểu. Bây tôi sẽ mô tả đầu tiên là cái lệnh xếp tiết chào cờ trước. Chúng ta chọn chào cờ ở vị trí này. Ở đây chúng ta sẽ đặt cái vị trí mà sẽ xếp tiết chào cờ cố định cho toàn trường sáng và chiều. Ví dụ khối sáng là ở đây, trường này là khối 7, 8, 9. Chúng ta đặt cái tiết chào cờ là tiết một ngày thứ hai. Vào buổi chiều khối 6 thì chúng ta đặt là cái tiết 5 ngày thứ bảy là tiết chào cờ. Ví dụ như vậy, bấm nút đồng hồ thực hiện. Phần mềm sẽ lập tức là xếp tiết chào cờ cho toàn nhà trường. Chúng ta hãy xem thử xem trên màn hình trên thầy khóa biểu của lớp nó ghi như thế nào. Xin lỗi, tôi bấm lại cái này nhé, lại bởi này. Bấm nút đóng và bấm rồi chúng ta xem lại này. Đấy, với đây là toàn bộ khối 7 đã được xếp tiết chào cờ, khối 7, 8, 9 buổi sáng chào cờ tiết 1 buổi sáng. Còn buổi chiều đây, ta vào bấm đây là chọn sang buổi chiều. Thì buổi chiều đây là khối 6, đây là cái chào cờ nằm ở cuối đây. Bây chúng ta sẽ xếp tiết không học. Chúng ta nhớ lại nhé, là khối 7 có 2 tiết không học, khối 8 có 1 tiết không học, khối 9 có 2 tiết không học và khối 6 không có tiết nào. Chúng ta hãy vào cái lệnh xếp môn học và chúng ta chọn là
sẽ viết khung học ở đây. Thì tôi sẽ làm như sau nhé. Đối với khối 7 chúng ta làm trước này. Khối 7 chúng ta sẽ làm trước, khối 7 sẽ là buổi sáng có hai tiết khung học. Tôi sẽ quy định là toàn bộ khối 7 sẽ khung học vào tiết 5 ngày thứ tư và tiết 5 ngày thứ sáu. Như vậy toàn bộ khối 7 sẽ về vào thời gian này. Bấm nút thực hiện. Vậy đây là khối 7 được xác định khung học. Tôi chọn khối 8. Khối 8 có một tiết thôi. Toàn trường sẽ về vào tiết 5 ngày thứ sáu. Thực hiện. Làm tiếp với khối 9. Khối 9 có hai tiết không học. Chúng ta dự kiến là vào tiết 5 ngày thứ ba và tiết 5 ngày thứ tư. Thực hiện. Đây là khối 9. Còn khối 6, khối 6 sẽ là buổi sáu không có, cho chúng ta đặt như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong cái lệnh là xếp tiết không học. Chúng ta xem thử nhé. Đây, toàn bộ khối 7 là không học vào thứ tư và thứ sáu đây. Khối 8 là không học vào thứ sáu, và khối 9 không học vào thứ hai và thứ ba và thứ tư. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp các lệnh tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cái lệnh là tiết sinh hoạt và tiết giáo viên chủ nhiệm. Tiết sinh hoạt là tiết gì? Tiết sinh hoạt theo chương trình, theo phần mềm TKB, sinh hoạt thường là cái tiết, là cái môn học đầu tiên trong sách các môn học. Đây là cái môn dành cho giáo viên chủ nhiệm dạy một tiết sinh hoạt trong nhà trường. Thì thông thường tiết sinh hoạt là thường cố định tại một vị trí và cố định trong toàn trường, thông thường là như vậy. Và chúng ta sẽ tiết sinh hoạt riêng cho toàn trường. Chúng ta vào lệnh đó nhé. Chúng ta vào lệnh chính xếp môn học. Và chúng ta chọn xếp môn học, chọn sinh hoạt ở đây. Cũng như vậy, tôi sẽ đặt cho toàn trường nhé. Chọn là khối lớp là toàn trường. Và toàn trường buổi sáng sẽ là vào tiết 2 ngày thứ 2 và vào tiết 4 ngày thứ 7. Phần mềm sẽ tự động xếp cho toàn trường theo các buổi sáng chiều như vậy. Tôi muốn thực hiện. Phần mềm sẽ xếp cho toàn bộ toàn trường cái tiết sinh hoạt. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xếp tiếp tục là tiết giáo viên chủ nhiệm. Tiết giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Là cái tiết mà phần mềm sẽ tự động tìm cái tiết có tiết sinh hoạt đó để xếp một tiết bên cạnh cái tiết sinh hoạt cho giáo viên chủ nhiệm, để mà ưu tiên cho giáo viên đó là không là có thể dạy trong cùng một cái buổi học với tiết sinh hoạt. Đây là một cái lệnh đặc biệt nằm trong cái nhóm lệnh là xếp chuẩn bị cho việc xếp để có biểu. Chúng ta hãy vào lệnh đó. Lệnh này chúng ta chọn cái lệnh là chức năng là xếp tiết cho giáo viên chủ nhiệm. Đây chúng ta sẽ chọn cái thông tin là giáo viên chủ nhiệm phụ trách môn sinh hoạt là chính là thầy môn, là đây là chỉ ra cái môn sinh hoạt chính là môn chủ nhiệm. Chúng ta chọn vào cái buổi là buổi sáng là thứ hai, đúng không? Số lượng tiết cần xếp là một tiết. Đó. Và chúng ta sẽ bấm nút thực hiện, phần mềm sẽ tự động xếp cho những cái lớp như vậy. Chúng ta bấm phím đóng và đóng lại và có thể kiểm soát. Chúng ta xem như vậy là phần mềm đã tự động xếp những cái tiết vào những vị trí buổi sáng thứ hai, còn với lớp 6 là cái lớp 6 đây nó không xếp vào ở đây, nó xếp vào, nó hơi nhầm ở đây. Chúng ta có thể chuyển các tiết này sang thứ 7. Tôi sẽ xóa cái này lại nhé, chỗ này là chỗ không hợp lý lắm, tôi sẽ xóa cái này đi. Đó. Tôi sẽ chọn lại cái của tôi ở đây và tôi đặt cho cái lớp 6 xếp môn học nhé. Thứ chủ nhiệm này, đấy, ở đây là sinh hoạt thứ, chọn vào thứ 7, đúng không? Thứ 7 một tiết và chọn khối lớp và đúng cho các lớp. Phần mềm thực hiện, phần mềm sẽ tôi kiểm tra lại, phần mềm sẽ xếp, có xếp vào thứ 7 không? Nếu không sao, cái này là chúng ta sẽ lựa chọn đây, phần mềm xếp vào cái tiết này cho lớp 6 đây. Được. Bây giờ chúng ta sẽ mà như vậy chúng ta đã vừa thiện xong những cái lệnh liên quan đến xếp thầy khóa biểu và chuẩn bị xếp thầy khóa biểu. Sau bước này thì chúng ta đã hòm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc là xếp toàn bộ thầy khóa biểu
Đấy chính là cái bước thứ tư, là cái bước là chuẩn bị STEM khóa biểu rất quan trọng đấy, dành cho các giáo viên trong dành cho cái STEM khóa biểu trong nhà trường.